Rồi đến với câu hỏi số 23, thí nghiệm thu được muối sắt 2 các bạn ạ. Thí nghiệm sắt 2. Bột sắt với clo, ta biết rồi, sắt cộng clo thì tạo thành FeCl3, sắt tác dụng oxy thì tạo thành Fe3O4, mà sắt tác dụng với lưu huỳnh thì tạo thành Fs. Lý do tính oxy, tính khử đúng không? Tính oxy hóa của clo lớn hơn oxy lớn hơn lưu huỳnh, nó thể hiện trong cái phản ứng với sắt. Đấy, nó clo đưa sắt lên sắt 3. Oxy đưa sắt lên sắt 8/3, lưu huỳnh thì chỉ đưa lên được sắt 2 thôi. Ok, vậy thằng này là FeCl3 là sắt, sắt mới đây, sắt 3. Nên đáp án A là loại cái đã. Cho sắt vào lượng dư bạc nitrat, đầu tiên nó tạo thành Fe2 cộng, nhưng mà sau đó Ag cộng nó là gì đây? Thằng này là dư. Đấy, nó sẽ đưa, các bạn biết là cái dãy chuyển hóa của ta đúng không? Cái cặp oxy hóa khử ta là gì? Fe3 cộng, Fe2 cộng. Nó đứng trước Ag cộng và Ag. Đấy, nên theo quy tắc alpha các bạn này, đấy, sẽ có phản ứng giữa Fe2 cộng và Ag cộng tạo thành Fe3 cộng và Ag cộng. Nên trường hợp này cũng chỉ thu được sắt 3 và rõ ràng bạn đó không phải là yêu cầu của đề bài đúng không? Cho natri kim loại vào lượng dư sắt 3 ni à sắt 3 của luôn. Đầu tiên natri kim loại tác dụng với nước đúng không? Ta biết rồi, tác dụng mãnh liệt tạo thành NaOH cộng với H2, sau NaOH cộng với sắt 3 của thì tạo thành FeOH tất cả là 3 lần đúng không? Thằng này cũng chỉ có sắt 3 thôi. Đấy, vậy là C cũng không thỏa mãn. Đấy, ha, ba thằng sai mất rồi thì tự tin vào quanh đây thôi. Đấy, và như thầy nói phía trên này, đấy, lưu huỳnh thì chỉ đưa sắt lên sắt 2 thôi. Ngay ở đây sắt với ô lưu huỳnh thì chúng ta chỉ thu được sắt 2 các bạn, sắt 2 sulfur nhá. Đấy, đáp án D chính xác, không phải bàn cãi ở đây nữa.